Này là bánh su xoài nè. Này là bánh su dâu tây nè. Này là trà xanh. Thì lần sau Harry vào Harry sẽ order tô bánh su trà xanh này cho các bạn, rất là ngon. Này là bánh su đào. Harry không thích ăn đào. Này là gì ta? Harry cũng không biết nữa. Ok kệ đi. Wow, tô này nhìn hấp dẫn quá à. Chắc là Harry sẽ order một tô này thôi. Chị ơi cho em order một tô này nha. À, hấp dẫn quá. Thôi bây giờ Harry đi ra bàn, Harry đợi bánh su đã. Xin chào mọi người, lại là Harry xinh đẹp đây. Thì sau khi ăn xong pizza, Harry đã được ba vô xúc dẫn đi ăn bingsu nè. Harry đã gọi một phần bingsu thập cẩm. Có dâu nè, có nho nè, có xoài nè. Này là kiwi. Này là cái gì ta? Em đi thử thôi. Ai da, rớt mất rồi. Đây lượm lên lại mới được. Cái này là những sợi sữa được người ta bào mỏng ra này. Mình chỉ cần ăn vào nó sẽ tự tan trong lưỡi mình luôn. Rất là ngon. Harry sẽ thử một miếng vải coi. Sẽ rưới cái này vào cho nó hấp dẫn nè. Ban đầu thấy tô bingsu đẹp mà sao thuyên mà ăn có vài phút mà nó xấu vậy nè. Tuy nhiên nó vẫn rất là ngon. Mát lạnh luôn cả người luôn. Ăn đến đâu là mát đến đấy. Mặc dù lạnh nhưng mà Harry vẫn thấy rất là ngon. Để mình ăn thử cái kiwi này xem. Rất là ngon. Bình thường thì mình cũng rất là thích ăn kiwi. Không biết nhỏ Tina giờ đang làm gì ha. Không biết nó có thích ăn bingsu không nữa. Mình cảm thấy hơi nhớ nó rồi. Mặc dù bình thường ở nhà thì mình rất là ghét. Nhưng mà bây giờ mình đi ăn mà không có nó, mình thấy hơi nhớ nó. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một quả dâu to đùng luôn. Mình sẽ rưới sốt dâu vào. Harry sẽ ăn thử nha.
lạnh quá. Cái lạnh nó thật sự rất là ngon luôn. Hôm nay Henry thật là may mắn khi được ăn quá trời món ngon luôn. Tiếp theo thì Henry sẽ ăn thử nho. Không biết có ngon bằng nho không ta? Harry đã ăn sắp hết rồi nè. Harry thấy vị nào cũng ngon hết, nhưng mà Harry thích nhất là dâu á. Hơi lạnh nhưng mà rất là ngon. Thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn. Rồi, không biết các bạn ăn bingsu không ha? Bingsu và pizza là những món khoái khẩu của Harry đó. Tuần sau Harry sẽ năn nỉ ba vẫn đi ăn bingsu một lần nữa. Chắc tuần sau thì mình sẽ ăn vị trà xanh. Thử xem sao. Ngon quá. Các bạn còn muốn Harry thực hiện những thử thách nào nữa thì hãy comment phía bên dưới cho mình nha. Harry ăn no rồi, bây giờ Harry về ngủ đây. Chào tạm biệt các bạn. Sao đang hay vô. Chị ơi tính tiền đi. Nhưng mà Harry nhớ là Harry đâu có đem tiền đâu. Thôi Harry đợi ba về trả.